Ngày nay, tại các nước Âu Tây, mỗi khi gặp khủng hoảng trong đời sống cá nhân hay gia đình, người ta thường chạy đến với một chuyên gia tâm lý hoặc một trung tâm cố vấn về hôn nhân và gia đình. Người ta tìm đến với các chuyên gia tâm lý ấy không ngoài mục đích nào khác hơn là để biết rõ về mình. Tại sao tôi không thể sống hòa hợp với anh chị em ruột thịt của tôi, với mẹ tôi, với cha tôi? Tại sao tôi không tha thiết gì đến bạn bè và đời sống xã hội nữa? Tại sao tôi hay câu có đối với những người xung quanh? Tại sao vợ chồng chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau vì những chuyện không ra gì? Cuộc ly dị mà chúng tôi đang tiến hành có hợp lý không? Đó là một số những câu hỏi mà người ta thường đặt ra cho các chuyên gia tâm lý, với hy vọng rằng những người này sẽ soi sáng cho mình hiểu rõ hơn về con người của mình và giúp tìm ra một phương thuốc để chữa trị. Tựu chung, vấn đề cơ bản vẫn là tôi muốn biết rõ về con người của tôi. Kỳ thật, không ai có thể giúp chúng ta hiểu rõ về mình cho bằng những người sống bên cạnh chúng ta, nhất là những người đó lại là những người thân thương ruột thịt của chúng ta. Từ lúc chúng ta thức giấc cho đến khi chúng ta đi ngủ, tất cả mọi cử chỉ, mọi động tác của chúng ta đều được theo dõi, ghi chú bởi những người thân của chúng ta. Có thể họ không phải là những chuyên gia để phân tích, tổng hợp và đưa ra những kết luận chính xác về con người chúng ta, nhưng chắc chắn họ phải là những người hiểu rõ chúng ta hơn ai hết. Do đó, tất cả những gì người thân trong gia đình nói về chúng ta cần tiếp nhận như một nguồn thông tin có giá trị về bản thân chúng ta. Có nhiều lý do khiến người ta không muốn đón nhận những góp ý xây dựng của người thân. Lý do cơ bản nhất vẫn là sự thật nít lòng. Có lẽ ít có ai dám nói thẳng với chúng ta cho bằng những người thân trong gia đình. Họ biết rõ từng góc cạnh, từng nếp nhăn trong thân xác và tâm hồn chúng ta. Nhưng sở dĩ chúng ta không muốn đón nhận những nhận xét của người thân là bởi vì lắm khi những nhận xét ấy được đưa ra trong một cơn nóng giận, một cuộc cãi vã. Lời lẽ có hơi quá đáng khiến chúng ta không muốn tiếp nhận. Chẳng hạn trong một cuộc cãi vã, người vợ có thể buộc miệng mắng xối xả vào người chồng như một tên vô lại, thiếu trách nhiệm, vô tài, vô tâm, vân vân. Có thể những lời nói quá đáng ấy chỉ muốn nói lên một thực tại là người chồng bỏ bê vợ con, người chồng lười biếng ăn nhậu, say sưa tối ngày, mà không hề muốn lay ngón tay để giúp đỡ vợ hoặc trông coi nhà cửa và con cái. Sự thật từ người chồng được người vợ phát biểu trong một cơn nóng giận đã được gói ghém trong những từ ngữ không tốt đẹp. Đó là lý do khiến người chồng không muốn đón nhận sự thật ấy về bản thân mình. Lý do thứ hai khiến người ta không muốn đón nhận một sự thật về mình là người nói lên những sự thật mít lòng ấy lại là một con người cũng đầy những cảm xúc và khuynh hướng xấu, mà kẻ phải đón nhận biết rõ hơn ai hết. Còn ai biết rõ vợ hơn chồng? Còn ai biết rõ con cái hơn cha mẹ? Sự thật do đó được nói lên trong cái nhìn và với tất cả cảm xúc riêng tư. Sự thật đó, như vậy, một phần nào đã bị bóp méo. Một lý do khác nữa khiến người ta không muốn chấp nhận những nhận xét của người thân là bởi vì người ta biết rằng người thân ấy không có ý giúp đỡ mình cải thiện, cho bằng chỉ muốn hạ nhục mình. Và lý do cuối cùng chính là cái mặc cảm tự ti khiến người ta không muốn đón nhận những nhận xét hay góp ý của người thân. Lắm khi người thân chỉ muốn đưa ra nhận xét để giúp đỡ, cải thiện, nhưng lời nhận xét ấy lại được đón nhận như một khiêu khích hay hạ nhục. Sự thông tin liên lạc trong gia đình, sự đối thoại cảm thông giữa các thành phần trong gia đình cần phải được xây dựng trên nguyên tắc mà Thánh Phaolô đã đề ra
trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse như sau. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo nhau. Vợ chồng phải học hỏi nơi nhau, con cái và cha mẹ phải học hỏi nơi nhau. Anh em phải dẫn dắt nhau. Phải học hỏi nơi nhau bởi vì gia đình là trường học của mọi nhân đức. Mỗi một người thân trong gia đình là một nhà chuyên môn về hạnh kiểm và đạo đức của người khác. Nhà chuyên môn ấy có thể đến với chúng ta trong sự tế nhị yêu thương, mà cũng có thể đến với chúng ta trong nóng giận, biêu ngoa. Nhưng trong cả hai trường hợp, đã có một tín hiệu về bản thân của chúng ta được truyền đi. Chúng ta cần phải đọc được tín hiệu ấy để biết mình hơn, hậu có thể cải thiện chính mình và cải thiện mối quan hệ với mọi người trong gia đình. Để có thể đón nhận những nhận xét của người thân, thiết tưởng chúng ta cần phải có thái độ bình tĩnh, lắng nghe. Thánh Phaolô gọi đó là khôn ngoan. Khôn ngoan nghĩa là biết lợi dụng tất cả mọi sự, biết nhận ra điều thiện trong cái xấu, biết nhìn thấy cái mới mẻ trong cái cũ, biết thấy cả mầm sống trong cái chết, vân vân. Mỗi một nhận xét của người thân, dù được phát biểu trong yêu thương trìu mến hay trong giận dữ nóng nảy, đều là một tín hiệu để biểu lộ con người của chúng ta và mời gọi chúng ta hoán cải. Không có môi trường nào mời gọi con người hoán cải cho bằng gia đình. Không có trường học nào đào luyện về bác ái, nhẫn nhục cho bằng gia đình. Hãy nhủ bảo lẫn nhau. Vợ chồng khuyên nhủ nhau đã đành, cha mẹ dạy bảo con cái đã đành, mà ngay cả cha mẹ cũng cần phải lắng nghe con cái nữa. Trong gia đình, mỗi người đều hiểu rõ về người thân của mình hơn bất cứ một nhà chuyên môn nào. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, do đó không chỉ đến với nhau trong quan hệ máu mủ ruột thịt, mà còn phải nhìn nhau trong cái nhìn đức tin nữa. Nói như Thánh Phaolô cũng trong thư gửi giáo đoàn Colosse, tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, men làm cho sự thông tin trong gia đình được thông suốt chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây.